Hello, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô gái mặc một bộ đồ rất là đẹp đang đứng ở trước cửa này. Hãy cùng tô với mình nha. Chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tô màu lần sau nhé. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.